Rồi, xin chào tất cả mọi người, thì lại là mình đây, mình là Túc đây. Nếu ai chưa đăng ký kênh mình, cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những cái video mới nhất từ mình. Cái video này thì mình định hướng dẫn anh em gọi là nhận 30 đô. Đồng này có tên là BitSwap. Thì nhắc đến Swap thì anh em thừa biết là Swap vẫn là token của ví nên là cực kỳ là gọi là ngon và tiềm năng, được chưa? Rồi, nhiệm vụ thì cũng đơn giản thôi, anh em click vào đường link dưới phần mô tả mình có để đó và làm các nhiệm vụ như retweet cũng như Twitter, retweet lại và like bot lại để nhận cái token, nhận 30 đô cái đồng BIRD này, thì chợ nó ký hiệu như vậy. Ok ạ. Rồi mình cứ để đường link này, anh em ấn nút start cho mình đó, và nó ra giao diện như vậy. Thì anh em ấn vào xoay drop cho mình và làm các nhiệm vụ. Ok ạ. Nhiệm vụ đầu tiên thì nó bắt anh em gọi là join Telegram group cho nó này, ấn kích vào. Rồi. Join ấn phần dưới này, nó lại thoát ra. Join channel cho nó là kích vào. Dạ. Rồi. Rồi thoát ra. Rồi follow fanpage cho nó ấn vào. Nó bình này. Mình làm rồi, mình gọi là làm hướng dẫn lại cho anh em thôi, rồi anh em muốn theo dõi nó ok. Rồi, quay sang Telegram bot tiếp. Anh em xong 3 bước này thì anh muốn submit data cho mình. À, nó hỏi anh em đã join chưa thì anh em sẽ ấn đun cho mình vì vừa nãy mình đã join rồi, và nó bắt anh em là lấy địa chỉ profile link của thằng Twitter. Anh em quay sang thằng Twitter lấy copy cái vào ảnh đại diện, copy cái profile link Twitter và gửi cho nó. Dạ, đây là profile link Twitter của mình gửi cho nó. Và nếu hiện lên như vậy thì anh em sẽ quay sang vị chốt hoặc MetaMask lấy cái địa chỉ BEP20BLB smart chain gửi cho nó là ok, copy và gửi cho nó, và nó hiện lên giao diện như vậy thì anh em đã làm xong và anh em đã nhận được 30 đô cái đồng BIRD này, được chưa? Thì đây là đường link để anh em giới thiệu bạn bè để kiếm thêm cái token này. Đấy, mỗi bạn bè kiếm 3 đô cái đồng BIRD này. Ok, kết thúc video cho em làm trong quá trình thao tác. Anh em có gì không hiểu có thể comment dưới mình sẽ hỗ trợ. Chào tất cả mọi người, video tiếp theo.